Ở mỗi dòng sản phẩm, một phân khúc hay từng hãng sẽ luôn có những sản phẩm đưa ra mang tính tối ưu về nhiều mặt, từ giá thành cho tới chất lượng. Đối với dòng màn hình của Gigabyte Aorus thì mình nghĩ sẽ là sản phẩm M27F. Muốn biết vì sao thì mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Phân khúc mẫu màn hình này hướng tới sẽ là phân khúc dành cho game thủ, vì thế mình sẽ tập trung chủ yếu vào phần tấm nền. Tấm nền được trang bị có độ phân giải Full HD, tấm nền IPS tần số quét là 144Hz, rất tiêu chuẩn cho đại đa số các game thủ. Thực tế khi đem ra sử dụng trải nghiệm cá nhân thì mình thấy được phần màu sắc đem lại rất ổn. Cụ thể mang ra đo đạc thì màn hình đạt tới được 95% giải màu DCI B3, 99% giải màu sRGB, 83% giải màu Adobe RGB và đặc biệt là sai lệch màu rất thấp, với delta E nhỏ hơn 1. Chỉ có điều đây là màn hình 27 inch mà độ phân giải Full HD nên là khoảng cách thông thường thì các bạn sẽ thấy hơi rỗ nhẹ, còn chơi game thì có rỗ hay không thì cũng không quan trọng lắm. Game thủ FPS quan tâm nhiều hơn đó là phần độ trễ, thì M27F có độ trễ là 1mS MBRT, nếu quy đổi cụ thể thì sẽ rơi vào khoảng 5mS G2G. Ngoài ra thì Gigabyte còn bổ trợ thêm một số tính năng có sẵn trên màn hình, đặc biệt là FreeSync, thế nhưng các bạn cần phải sử dụng card AMD để có thể tận dụng được tốt nhất. Các thiết lập khác như là màu có sẵn, một số tùy chỉnh, ánh sáng, độ tương phản đều đầy đủ và cực kỳ dễ dàng để có thể thao tác. Quay trở lại với phần thiết kế thì theo tôn chỉ đậm chất gaming, thiết kế của M27F mang những đường nét vuông thành sắc cạnh, phần chân đế được pha trộn từ kim loại và nhựa, có hình chữ V giúp màn hình có thể đứng vững được ở trên bàn. Điểm cộng thêm nữa là tính tiện dụng của màn hình chính là ở phần chân sau có thể nâng lên hạ xuống các góc cực kỳ dễ. Khi chạm vào mặt sau ở góc bên phải thì các bạn sẽ thấy được nút nguồn. Phía trên nút nguồn sẽ là một nút có tên gọi là KVM, có tác dụng kết nối các thiết bị điện tử ngoại vi như là điện thoại, máy tính bảng của các bạn với màn hình và điều khiển được trên chiếc màn hình này. Điều này cũng có nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể dùng màn hình này để chơi được game trên điện thoại. Các bạn chỉ cần ấn một lần vào nút KVM đằng sau màn hình là màn hình của các bạn sẽ ngay lập tức chuyển sang màn hiển thị của thiết bị ngoại vi mà các bạn kết nối vào. Đây là một tính năng mà mình thấy cực kỳ hữu ích và tiện lợi, rút ngắn thời gian chuyển tín hiệu giữa các thiết bị. Việc kết nối cũng rất đơn giản khi chỉ có 3 bước. Bước 1 là sẽ kết nối bàn phím và chuột với màn hình máy tính. Bước 2 là chúng ta sẽ dùng một dây kết nối USB Type-C 3.1 với băng thông 10 Gbps kết nối với thiết bị của bạn và màn hình. Bước 3 thì lúc đấy các bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi giữa hai thiết bị của mình bằng cách ấn vào nút KVM. Đây chắc chắn sẽ là một màn hình phục vụ anh em với nhu cầu vừa có thể làm việc, vừa có thể chơi game với trải nghiệm màn hình lên đến 27 inch. Thêm vào đó thì sự đa dạng của M27F còn được thể hiện ngay ở khu vực cổng kết nối, bao gồm một cổng DisplayPort, hai cổng HDMI, một cổng USB Type-C, một jack tai nghe và hai cổng USB Type-A. Ngoài ra thì còn có các công nghệ phụ trợ cho game thủ bao gồm Sidekick là tùy chỉnh thông số màn hình, Game Assist thì bật tâm ảo ngay ở trên màn hình, Dashboard hiển thị thông số hoạt động của CPU và GPU trên màn hình, Black Equalizer sẽ tăng cường ánh sáng tại khu vực tối. Và để người dùng thì không phải bận tâm nhiều thì màn hình có cả tính năng auto update. Và nếu chỉ xét trên mức giá bán lẻ và những gì mẫu màn hình này mang lại với những tính năng trên thì với hơn 7 triệu đồng bỏ ra thì các bạn sẽ không hề lãng phí một chút nào. Đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới mô tả của video. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.